Alo, Deadman lại kia nhớ stream có 8 tiếng rồi. Deadman mày stream bây giờ đi ngủ hết mẹ con luôn luôn nữa. Chúc PVE ở đâu? Hả? Chưa. Mày biết tao có tên PVP rồi. PVP what the fuck? PVP nó khác cái lồn gì mà biết ta? Đó, nó chỉnh từ 6v6 thành V5v5. Bởi rồi thôi. Lại một... À, bởi revoke lại một mớ hero. Record cack. Like a rework. Rework cái lồn gì tao thấy đổi mỗi skin là hết. Rework rồi từ vài đứa defense cho đứa vé tánh. Một vé tánh đứa vé defense đi con về. Đổi rô luôn. Đi con mẹ, một game mà đợi tới 7 phút là biết rằng dead đến mức mô rồi. Có tệ hơn cả Black Swan nữa. Someone needs to fill this saddle. Double. Really underestimating me. Hết đủ. Thì mẹ tay cơ đi. Đốn tay cho nó họ trên thể SSV trên 80 cũng đi con này. Ooh, that where it hurts. À, còn damage drop nữa nha. Bắn tâm càng xa là tăng càng giảm. Mày giữ cái game đéo nào mà có cái đó. You'll need more grit than that. Wong ban được không? Không được đúng không? Được chứ. Wong ban. Wong ban là cái lỗi gì? Mãi lâu. Thế là không được. Để thân lôn, cái con của lôn ấy phải sửa tên vì có con trắng đôi của Blizzard phải dình bê bối nhé. Cái buổi tình dục chi chi đó thôi đi rất ghê. Select your hero. Fucking surprise. Ô đồ đồ skin được khi vô game được à? Vài lâu. Van Helsing. Someone needs to fill this saddle. Van Helsing là địt mẹ Vampire Hunter đúng không? À, kìa đó. Tôi địt mẹ cầm cái tánh hoài cả lâu thật. À, mới ẩn X để ái đi kia lính nha. Wouldn't exactly say it's nice to see you again. Bite me. I'd rather bite the dust. Good. I'll kick some up for you. Cái map này mới phải chậm cái boy rồi đẩy cái xe. 5, 4, 3, 2, 1. Chờ tôi biết
Ui dồi, anh đi healing lên. Ôi lag, wow, lag, wow, wow, lag. Ôi ôi, game kết lâu gì đây? Cầm cung mình. Thì có bây giờ đi cầm thiên tư đương đấy. Ôi, cái lồ gì đó? À là hú ác bà. Không phải Alo Hoa, phải không hiểu. Thì mẹ cảnh đừng gần la ăn một kim đạn đấy. Ôi, nó đứng ngay đây này. Má cà lông. Nó đứng ngay chỗ spot luôn à. Điệp lại 10 điểm. Xịt đi, xịt đi. Thì mẹ lúc đó thầy không ăn được đấy. Ngày. They still haven't seen my ace. Có cái gì không biết, cái gì không biết, không lúc 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 đúng đi con mẹ mắc cái xe à. Ôi, nó ép tao một thằng nữa. Thằng nó bay nhanh phết đấy. Có lẽ tánh kiểu không tánh, bái tánh mà. Tánh chân chung để đẩy vô mở con bạc. Ủa đâu con mẹ đi lạc mẹ rồi. Liền là súc này bảo tao là ở đằng súc này ở đằng sau. Cái gì ở đằng sau? Tao chết con mẹ rồi, cái gì mà ở đằng sau? Tao đẩy lên trước tao mới chết chứ, thì mẹ tao đâu có hèn như mày. Ôi, đi có mày, thằng nào xây. Này mới vào, không có gì để ra trong nhà này. Còn tôi còn thấy rối là những con có vài con nào chạy. Đâu bắn trúng rồi mà. Đúng mày vô lý nữa.
anh Hiếu, anh Hiếu được cái mi bạch luôn rồi đó. Đủ ma quá bạn quá luôn. Hãy đến. Cái này có lên được không? Có. Đủ mẹ đi đâu đấy? Đủ má lạc mẹ rồi. Ui, bom nguyên tử à? Bom nguyên tử hết cửa rồi, mẹ đẹp mẹ đua rồi. Ui, trượt chân. Thì mẹ có tẩy bỏ tu hành bởi vì nào, tập vắt. Ừ, nó có thù với tao hay đăng á, đúng má. Healer, đúng, có hồi sinh nữa. Ủa rừng nó lao thẳng vào người ta luôn mà. Mắc cả bùi thật. Đi phải tánh vào đây, tánh cứ được lao lên. Ôi răng bọn này êm kém nữa. Bọn này thằng tất cả sẽ đi bên kia à. Êm kém mà. Đúng rồi. Hai dù. Ôi cái gì đó? Có thằng ở bóng ngay đó. Nó đi con mẹ. Đi mẹ con nó ghét tao thật đó. Nó dí tao nãy giờ luôn mà. Anh đi lại bả 4 mạng. 4 mạng, 4 mạng. Thu hành gì thì mẹ nói ra. Thôi mà cay quá luôn. Vì cái tổng lắm á. Cái tổng lại đi mẹ mày đi bả. Đủ thằng đó, thằng nó muốn giết tao thật mà. Mẹ nó lăn vào người ta à, đủ quá, cái gì đó. Đó xem cái lắm vậy, cái gì. Ôi, cà bưu. Tao chạy thẳng vào đó luôn mà. Overtime à, vừa thẳng được. Có overtime là răng, tao không hiểu. Chứ có thể kiểu Mỹ vẫn làm cái kiểu ở trong bói à.
thì sẽ làm đi. Nhưng là bây giờ địch nó phải giết hết thằng nào đấy thằng nào giàu mà thằng nhà thấy gì đấy đó thôi chỉ đó địch nó thắng được đó không đó thôi đi phết đưa ra hát để xem bọn thì được không. Ui, có đi có mẹ thằng đâu cầm mang đồ xong rồi hay ghê vậy. Có đi có mẹ bọn này. Đi mẹ xong bóng play the game, what the fuck man, play the game luôn chứ. Play the game. Ủa, có lịch sử trận đấu không? Có ở đâu đó? Có. À, đi mẹ tao đều nhớ đó chắc là vòng profile thử ấy. Profile của tao ấy. Cái này là khi mà mi có Overwatch 1 là cho mi luôn Overwatch 2 à, 20.1. Cho lớn. Tại vì đâu? Profile nào? Tao nhớ là ai. Hình như chức năng trước có trong bản biến tải vậy. Cái tịt con mà. Nhưng biến tải chắc mờ để đánh nhau ấy. Ai. Lúc chơi mình vô sức cơ miss để hoặc là cái deathmatch đến đâu đớn cũng được. Deathmatch loạn lạc quá cả lầu, đéo hiểu gì lầu như sẽ ra luôn. Mẹ cái con đó bao nhiêu máu đó, mấy nghìn máu à. Vô lý vãi cằn. Tắm màu mà ngay á. Tắm là ngoài đồ quá này. Hấp tanh không, thường thường mấy đứa tanh á là theo suy nghĩ của tao á, là nó sẽ di chuyển rất là chậm, nhưng mà con đó là một trường hợp rất hoàn toàn khác. Thì còn là đái tanh tanh để chiến trong này mở công bát. Nó chỉ có đai vô một lần thôi. Cao tờ nó như nào? Cao tờ nó như nào? Thì mạnh sau lưng nó. Đó thôi á. Hoặc là con nó có cân bằng nữa. Nếu mà nó đậm mạnh nó mà mạnh như nữa là nó phải có cao tờ. Có cao tờ mà mình dùng con mới có khả năng Distract hẳn này, chứ kiểu con hacker ấy. Được man. Hoặc là bắn hẳn từ xa, giúp mày bắn tầm xa xin điệp ấy. Kiểu nữa. Tầm xa. Oh shit. Widowmaker. À, ok. Từ từ đã, Widowmaker từ từ đã. Để chứng minh cái làm cái băng KCD hoặc Con nó mà dùng shotgun thì hiệu quả hơn rồi, hay là hiệu quả vài cái lô lớn, mình cầm dipper là con ở đại là con lớn. Ok. Tao thì vẫn chưa tự tin chơi tầm gần cho nên là. Là Reaper là lại xếp một cái hàng sát thủ mà. Con ở chuyến để đi phơ lánh. Sát thủ đó. Phơ lánh, phải biệt phơ lánh cho đến mẹ phơ lánh cũng ngủ rồi bắn đến kích ra. Nếu mấy cái tập văn số đó phải sao mà cả sẽ đi được đấy. Quen game. Cái game đi loạn lắm, loạn lạc vài lôn nữa đấy. Mà ai còn phải là game thua ăn chửi healer. Này có 4 damage không ta? Không có 4 damage rồi. Game này mà có 4 damage. Cái game để bay cả. Mình là kiểu là đánh nhỏ tới chết. Mình phải bỏ qua damage cho thằng con này. Thằng con rèn nữa là. Đúng đoạn nó bắn đấm cho con nó thì răng này. Điện mẹ tao quên mất là con nút đấm à. Đúng má. Điện mẹ hân là mới đói đấm thằng anh con rèn. Bắn một phát xong đấm. Con đến y chang con bên chỉ đó bên Paladin cũng cầm một cái súng lục. Có cái đầu thứ hai của anh cũng là đập. You feel that one tomorrow. Cái quý của thằng kia là mi chuyển để dùng để móc. Mi đừng sâu lớn, đừng sâu lớn, đừng xa xa, bởi vì bật quý lên, bật cái nhìn tản lan lắm. Rất là cái đi đâu cũng one shot được, cái ulti đâu cũng one shot được. Shot được, mình phải chơi đúng điểm. Đúng điểm nữa mà mệt ghê, đi mà vừa chờ xong nó chạy hết con mẹ nó rồi. Đó thì nó làm rồi để cấn băng nha mê, chứ để mẹ bị bật quý mới bắn shot luôn thì phải chơi bơi luôn. Mà đang cái bình máu nhỏ, bình máu to à.
À, pin bao nhỏ hồi 75, pin bao to hồi... Trực rưỡi à, đi meta đợt nhớ lắm nè. Ui, mình kè rồi mày. Khổ, dead game. You tangled with the wrong man. Đúng mẹ cái con nó cứ song song sao nó bắn cho bằng đường mà. Mày để ý không? Lúc mà tao bắn ở xa á. Lúc tao đứng xa nhìn nó là nó chỉ quay múa quanh quanh đồng đội nó thôi, nó chỉ bảo vệ đồng đội nó thôi. Tao mà tới một phát là nó tới nó giết tao đoạt được. Bây giờ con đam. Giết được con đam thì càng tốt cho anh. Nó hăn, nó hăn tao luôn, cả tim, nó mà hăn lên là cả tim nó hăn tao luôn, nó không tha cho tao, một mình nó thôi, đúng má, nó mới khổ ấy. Lỡ cái sẵn đằng tay phải bị sẵn thế lớn mà. Bây giờ, healer thôi mà. Mà nó muốn tao chết cho bằng được mà, đúng má, mệt. Healer nó đi. Cắt thường đạp đi. Lỡ cắt healer bắt tao hơn nhá. Để mấy thằng đá solo với nhau. E là cái gì? E là... Elimination à? Acid damage. Elimination acid damage. Damage heal. Hay à? Trời sư. Ủa rồi có con nào reward lại? Có con đục thịt đây từ đám mage tank tánh đây. Rồi có con assassin từ khẩu số 5 đều di chuyển từ thanh khẩu số 5 gì? Game này đúng là không có não thật. Rồi chị đó, rồi Tracer có làm mông Tracer to ra không? Có. Đâu? Không, không to ra nhưng mà mông Tracer nhìn mượt hơn. To ra chứ. Nó hay vẫn thế. Chỉnh tươi sẽ kỹ nữa mấy gì mày. Rồi cuối cùng muốn thấy mông Tracer to ra là phải nạp tiền. Phải cả lôi sẽ kỹ lắp rí mà đi con mẹ. À, thì là không phải là free làm nhưng mà như kiểu mình chơi gacha. Lại gacha. Bả ta gacha là cái ủ máu rồi. You don't know when to quit. Cái hit box chết chắc là hạt rồi. Vì bạn cái tên cách Omo đây á. Chưa kém gì nữa đây. Easy picking. Không hiểu, tức là mẹ một lúc cái đó nó mới xuất hiện à. Mày phải aim cho đến khi nào một cái hình đầu lâu đó hiện lại nha, là bắn một phát mới chết luôn. Hình đầu lâu một one shot luôn. Cái gì đây? Trung Quốc. Thế mà cái nhân vật nào bị ghét nhất trong cái game này? Mà game nào cũng có một ít nhất một con. Genji. Thằng nhìn các bài đào luôn, Instalock on Earth. Giống như Yasuo bên lưng mình ấy. Nó luôn được Insta Lock. Đơn giản là bởi vì là gọi là giống như Yasuo của liên minh. Còn nếu mà cho cái hình dung hơn á là giống con Jax của Valorant á. Ờ, giống con Riz của Impact nè. Đó. Nhưng thằng ngu luôn thích chơi con đỏ Viet. Có đỏ đâu. Thứ nhất là vì ngầu, với lại thứ hai là cái độ khó cao. Ờ thế thì mấy thằng thích thể hiện ở lúc nào chơi con. Ờ thì tao mến con nữa mà. Giờ chơi con nữa tao khó nhất. Không đâu. Mình để cộng máy đất 6 thì được cộng mờ đó. Ở chỗ này giống map R6 nhỉ. Nhạc con cạc à. Ui map này map vertical à. Thì con mẹ giết mẹ rồi. Map đấy cả hai thì tung chứ cái bói. Tao cái bói biết tại gì đấy. Đéo thấy cái lồn dưới luôn. Lắm hiệu ứng quá ai cần. Rồi bỏ rồi đó. Ủa, thằng nó một shot tao này. Thằng nó là thằng... À, ok. Cái con hôm qua tao nói đó. Con mới đã nhìn mình hơi broken. Con nó là broken thật. À, định rồi chị đó. Ủa, chết hết luôn mày. Tại cả team tao chết hết luôn. What the fuck? Không biết cái này tài. Hả? Này gì mà đéo không dính viên nào. Mày nó bị delay nữa đi mẹ tao. Qua tới đoạn nó từ lâu lét không ơi.
tao không biết lấy đâu, đúng mẹ tao không thấy cái. Tao không bao giờ bắn thằng nào bay lên trời đâu. Apex đi mẹ nó rơi xuống luôn chứ làm chi có mà lên trời mà. Đi mẹ con bố phá đá con tim mẹ. Cái đứa con mẹ tao tim tao bị đẩy vãi lâu nữa đây. Có cái đơn mới trải đấy, có hai đơn để bố mà. Ok đi được khác. Mà cái quả bom nổ sớm nữa. Ôi tao bị ngủ rồi. Ngủ mà có chiêu ngủ nữa đi mà. Đó cái con sếp bên kia có skill ngủ mà. Có đi có ngủ ơi. Khó hiểu về liền. Justice rain from above. Cái đủ má. Cái gì nó ta? Nó cam spawn cam luôn mà. Chỉ còn mấy bài thì tổ chân là dùng quy đồ mấy cơ để con tử. Thì bye bye thì mày cứ đem sniper ra bắn thôi. Bye bye sniper. Team tao có ai sniper không? Còn mấy cái mình còn đem sniper luôn đó. Khó hiểu rồi. Hai đứa đều là bắn đúng cả. Ông mà nói hầu với mày mày bay thế mà đi. Em tổ lắc chạy cho cái má em muốn tổ đánh đi tổ chết chạy sẽ đi con này. Bắn hàng nó. Objective fail luôn mà. Go luôn. Là mạng đầu tiên đúng không? Nãy giờ là mạng đầu tiên đấy đúng không? Mạng đầu tiên gì tao cũng biết nữa. Tao đéo để ý, tao cũng biết khi nào tao có mạng nữa kia. Nó còn nghiêng cái feed. Lộ con cắt kìa, con chơi với mèo. Cái gì thì mẹ học được một con đã rồi. Học một con. Cắt đi, chơi hero đi. Cắt. Ủa rằng cái này giống... Đi mẹ chứ. Tao đứa nào healer trong này à? Nãy giờ tao thích tao có được heal không ta? Tao đéo nhớ tao được heal lần nào luôn. Heal nãy giờ luôn á. Nãy mới bị đẩy về phía sau, lớn đến sau mới heal mà. Để em biết chuyện healer không? Chỉ healer liền. Ôi đau thế. Bắn xuyên qua đồng đội được à? Đi mẹ nó nổ một phát ở cái gì Valkyrie đó à? Ôi sao một Valkyrie. Mẹ nó cháu xuống tí mọi người bị lắm. Ôi cơ hồn. Làm có ulti thì chết mà. Hả? Tám lên coi. Tao con chưa. Ôi. Ôi mẹ nó dồn hết quả lực vào cái cửa đó thì mẹ làm răng được. Có đứa khác mà. Kiếm đứa khác mẹ đi. Đường khác. Một khẩu vào đơn bên trái, một đơn bên phải nè. Ủa, cái này con mẹ đó thì giống nhau. Đang đi chậm đi ta. À, đường khác. Đi về đường khác, nhìn đi lên. Mẹ nó có nói xin cái này, phải cần lỗi.
Hả? Thấy cái lồn gì đâu mà bắn? Không thấy cái gì hết. Lắm hiệu ứng quá cả Bill. Chị chơi mấy game gì đây bây giờ? Đâu? Chơi Paladin là hết cỡ rồi, không có tin tới mức này đâu. Paladin không có nhiều hiệu ứng tới mức này đâu, Paladin nhìn đơn giản lắm. Từ từ là quẹt cho anh loạn lạc ám. Từ từ này con phát ám mới xí cầm bài trung. Em lên cái này có tay nhỏ mà bắt. Rồi mình nhìn con là đang làm cái game vui gà đó. Sao ơi ơi Hiu, sao mình không ra to nhất được bao nhiêu? Tạm, ba, tạm. Chị em luôn à. Quá phè. Con ở cửa trên trời luôn lên lắm rồi. Ủa chứ nó không truyền lên được. Đủ má game lỗi à. Đó. À hay. Skirmish là cái gì? Skirmish kiểu mới tìm hiểu map hay kiểu nữa. Đến mặt thì đâu đớn. Cả. Dạ. Someone needs to fill this saddle. You have no one to point. Ooh, that where it hurts. Oh, mày thấy con này phèn à? Nãy chị mi dùng người ta thấy phèn hero trong thì hắn chỉ chỉ có từng đi chia chứ mày. Đấy là về cơ bản thì không con mi đổi, nếu mà mới vào con này khó quá thì mi đổi sang con nào mà dùng súng sấy à. What the fuck, mấy con súng sấy giết mãi không chết á, đúng mẹ đáp yếu vãi cả bưu. Cái con này thấy đạn quá có trống đéo ra. Sau thì mi đổi qua mấy con như Phara hay là dùng kiểu rocket chứ. Đéo, tao không chơi rocket, tao chơi đam bắn phát trúng luôn á, mệt. Thế thì sniper. Phát cả lâu. Ngồi đằng sau nhìn à. Ừ, mẹ thế thì căng. Nó có con mát bắn đẩy lên trong à. Sniper. Quân đi gọi đi lên xong rồi lên tận rồi. Anh tay bộ giáp robot à. Rồi bóp, rồi bóp. Chew on that. Nhưng mà tí nữa cầm một shotgun. Làm lâu. Shotgun. Thì tí nữa thầy, có tánh bên ở đây à? Ừ. Shotgun con nào nhỉ? Quên mẹ mất rồi. Ừ. Biết đéo đâu địt mẹ mày đọc tên. Giờ đâu. Không phải con này. Reaper đó xong gần đây vậy đâu. Giờ chạy con tụi con biết bảo mạnh á. Không còn đâu, tao đéo chơi. Không phải một cây mà hai cây. Không có một con nào nữa mà. Con gì ta, con gái mà. Gái, sao gần. Tao không chơi teleport đâu, thì tao ghét teleport vào lâu. Và con này, con nào hôm qua tao nhớ con nào. Con sát gắn à, hay đó. Con cầm sát gắn. Thì mày mới chỉ cầm một cầm sát gắn nữa. I'm the last one you còn đi cầm một cầm sát gắn, mấy khẩu sát gắn để lưới ấy. Cũng đéo phải. À đúng rồi, con này. Ơ khẩu sát gắn đó nè. Khẩu sát tay đúng nghĩa luôn á. Sniper là đang lôn này. Đã con nữa. Còn à, hàng dưới cùng bên phải. Con cuối thằng dưới. Con này đáng lẽ phải mang danh support chứ đi không mà. Đứng xa mà cứ đi này khi nào nó mới giúp được đồng đội. Phát vậy.
đính một phát đi thì... tăng sen của cái đi đúng trời, nhưng mà nó cái đi chậm chậm gì được. Được không, chỉ có sen chung được thôi chứ không phải sen riêng của cái scope này nè. Được ai cả buồn, hình như đường mi mối trình con rố của Widowmaker chắc phải được đấy. À vô game mẹ thân có cái traveling làm sàn của ai mà có như thằng không đó đố à, mặt đầy xé phòng thủ à, thì phòng thủ. Phòng thủ đó thôi chơi shotgun đó. Phòng thủ làm mấy chặn đầy xé. À, chơi chị đó. Robin Hood đi, Robin Hood đi, Robin Hood đi. Robin Hood thằng nào đủ má. Làm một mấy cấm cứu đi. Kệ mẹ đi. Robin Hood đi. Có tới sao không vừa đến. Đừng có bị đâu lên. Bị đâu á? Bị đâu lên chứ à, phòng thủ á, phòng thủ thì bị đâu nữa. Từ từ tao không nhớ chiêu, địt mẹ tao là grappling hook. Chịp là Pathfinder, chỉ là Pathfinder. Venom mà mình nhớ Pathfinder không? Hẻ là tạp, hẻ là tạp, hẻ là phòng tạp. Đánh cái đi fan hơn cả Pathfinder đó. Pathfinder thì nó chi đó. Nó kiểu nó kéo theo kiểu momentum, còn con này thì kéo bấm vào là kéo tay đừng có rồi. Cái này đích luôn. Cái quạt ráp bằng nút gì? Hẻ đó. Mình đợi em. Đến cái chỗ cao cao đi. Đấy đấy. Đừng chụp bắp, đừng chụp bắp, đừng chụp bắp. Để xem đâu đây á. Không hiểu lắm. Tao vẫn chưa hiểu chuyện đi xe đạp. Tao đang làm gì đây? Thì mình cần đợi được xuất hiện đi. Cái đủ. Lượt bắp. Ô, gấp chị, gấp chị. Ô, chị lướt hả, bắt cái lướt. Ô, đau quá. Mau vậy à. Đi hai đám thôi. Một tay đám thảo trong biên á. Còn đầu tay á, còn đầu tay á. Để anh đạt đi cầm mẹ, bắt câu vô đâu thì. Chơi con xịt, con này cũng giống như con Kinesa bên nó thôi. Kinesa bên Paladin nhá, mình chơi với con đó bên Paladin nhỉ. Không, tao chỉ chơi con dùng súng giống AK. À, Victor à? Victor hay là Tyra? Victor Tyra giống AK. Ôi 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 ôi. Ok, đồng đội. Con gọi tên là con nét ông sang. Ôi, đi mẹ đu dây. Đau hết cả đầu. Mày hai thằng nó dí, chả chết. Đi mẹ quả, thì là trẻ em bảo ấy luôn. Ôi, mấy quý la cả đồng đội. Defend ra ái cài nhà đấy. Tao cũng biết. Trốn vậy cả lộn. No one can hide. Để rồi đi xe mẹ đi ái cài nhà. Ôi ôi bắn được. Không được. Ôi ôi anh đây. Anh ôi đây. Ôi đồng đội tao chạy hết mà. Đồng đội tao chạy hết. Buồn cười mà. Điệp bè mới tắt kẹp với đông đội, chỉ mạng quá. Mày mới quá đông đội, tốn hết luôn. Một cười mấy con vui. Meteor Strike. Đi đường mà. Đúng mà, tao lạc mà. Đến. Ôi. Ôi, đủ mẹ thằng con nó xong sức cả. Đâu quá. Đấm tao. Đấm tao. Nó đấm tao. Hút cười. Mít trẻ giống bị đốt. Mít trẻ giống bị đốt. Đâu quá, hút cười mấy lần. Ôi ôi. Ôi. Đấy, của Phương yêu cầu đấy.
Phương yêu cầu chơi con này đây. Biết bạn nghĩ em chuẩn phải bạn nhưng mà chưa ăn sọt được nữa bố ấy. Ôi. Ủa, mẹ rã cho cái phim đó. Nó đẩy tới nhà mẹ. Ôi. Ôi đi mẹ thật. Cái con lại cái con kia đi mẹ. This ends now. Who knows man. Mày cầm con này nè. Cầm con này. Con này có bà. Bà không cắt. Con 4 ngàn bà. Con 4 ngàn. Con 4 ngàn bà. Hay 4 ngàn bà. Chờ con này đi. Đúng mẹ, cái scope này khó nhìn nữa ta. Bất hiệu ứng được không? Đúng má, nhìn nó khó chịu mấy cả luôn. Người ta cứ bỏ tiền đi, cải thiện hiệu ứng mày được. Trông như cái con cặc luôn thầy. Ôi lại con nữa, ôi lại con nữa. Lại con nữa. Cái khẩu súng nó sinh ra là để ném bắn mà. Mày đi sáng thì làm vua rồi. Cái khẩu sáng là gì giống như phim bạc thì có rồi. Mày khẩu súng nó sinh ra để nhắm bắn. Mà đây đi cái nòng súng mà hết nữa. Cái nòng nhỏ tăng đã hết nữa. Súng rồi kìa. Quái quái. Cũng có cái gì cái chả tới bắn. Ủa, vẫn chưa thua. Đi về nằm không thua được. Không thua được. Nhất định không thua. Con bài chào kìa, ta kìa mới phải lên thử đi chứ. Chào đâu ai? Ồ, hai. Hai. Quá đủ mẹ. Holy shit, what is... Ôi, cái gì ấy? Cháy. This ends now. Ôi. Ôi. Ôi, đừng phúc. Ok, chết thôi rồi. Đau đầu vậy. Đấy, theo request của Thông Phương, đúng một lần rồi nghe, đúng một lần rồi, để chơi con này bao giờ nữa. Mày phải mà sợ đi chứ, người ta hai mày phải. Ôi, sập rồi. Hai lại đi, hai. Đâu mà, có. Hai lại. Biết đâu, Mr. Beat đi con mì dạo nè. Mr. Beat à? Mr. Beat thì càng quá. Ôi trời ơi. Để đỡ ta chuẩn bị được đổ điện 10.000. Mà mày có trong map trong game này có chia map long range với short range không? Không, à? mày phải nhớ map chứ. Không có, chỉ có tức là có một số map thiên về long range, một số map thiên về short range. Có. Thì long range thì dùng serif. Short range thì dùng shotgun. What? Đi bên cây nữa. Tao không biết phải nói rằng là nói chúng nó tuy lép à thì nghe chứ kiểu cái bố thì lại nó. Kiểu mới biết đúng con nhưng mà kiểu mới gặp tùng phải luôn.
Genji Hanzo con mẹ. Mấy cái game fast pay mà cứ đi mẹ chạc rồi mới bắn, tao thấy cảm thấy nó đùi đùi à đùi răng á. Ở cái gì đấy? Có game rồi hả? Khai điện mà. Mặc đi cái này nhá, có cái vực, vừa có cái lô chưa? Vừa bạn heo sinh trông đẹp trai hơn nhiều. Đó, thích Blackwatch hơn. Ai là Nian NXD? Someone needs to fill this saddle. Oh, Akao we move. The hand will not flinch. Bọn là đổi skin tướng là đổi, nó đổi là luôn cả skin súng à. Wow. Cái đấy skin được súng tí cả cho nó. À quên, à quên, five all in one. Round mà quên mất, game này không trượt được. Mình trượt quá, mình chỉ đã bị trượt quá. Nó là lăn mà, đừng trượt quá. Đi cơ men, ta hình tự tư nhau. I need help à, ok. Hết đạn không rồi. Vừa lỡ có quả flash trong game này luôn á. Ờ, không flash, nó phải flash cả xóa. Flash nó kiểu flash cho địch đừng mất lúc ấy. Nó là stun hay grenade chứ, thì mẹ nó phải là flash cả đấy. Thì cái tên của cái skill gọi là flash, nhưng mà cái hướng gọi là stun thì cũng đẹp. Ủa ta đang chơi thủ hay đang chơi công đi? Cậu công, mập nha, chừng chạy tìm đến chừng bói. Ủa Ủa nó ném đá vào người ta, what the fuck. Cái đạn đã có hướng sơ tắn này, đi cơ mẹ. Đừng có bói chứ, đừng có bói chứ. I'm on fire. Thằng nó bị gì đó. Ôi, thì mẹ nó ném đá của người ta. Ôi, ngủ luôn. Rồi, mất bói. Ôi, đi cô mẹ thằng nó xây một phát nó chết luôn mà. Liêm ngắn nó thù câu nó thả một lần. Đi mẹ, Unleash tay bó. Unleash. Maybe a different Unleash tay bó. Ôi, bật kinh quá bạn ơi. Ôi, trên đầu có kìa. What the fuck. Cậu mày có skill kiểu đây là cái thằng gì đấy những cái đồng ui chia sẻ nào quá chỉ cần mẹ lên này lên trong này lên trong này đéo đó. Good thing you ain't alone out here. Ôi, nghĩ điều lành, nghĩ điều. How you want? Where's your jetpack?
Thì mẹ có đắt tiền chứ mình ra đây thì cấp khen. Không có ta. Ó đù tuốt. Cái gì mẹ. Mẹ. Nó đồn. Nó đồn với thấy khuẩy. Ôi đi mà nó đốt tao à, ôi kinh vãi luôn. Cái thằng ấy bọt bắn. Ôi nó overtime nữa. Chứ mà vỡ overtime phát ra hết luôn. Tụt cười với luôn. Tao lo kia mà ấy bọt lên lắm của mạng luôn. Ôi trời. Plan to win or expect to lose. Ủa trên hero à, trên hero được. Work together and we'll make it through. Đi mà đi đâu. Chơi hero các bạn, chơi thoải mái. Nhưng mà cái giả là mình phải mình sẽ mất toàn bộ cái trạng phương tiện. Địch mẹ. Cái đội Lucio có tăng Lucio và tăng Roadhog này, địch cơ. Bật lẻ lên, bật lẻ lên. Already have healing. Đéo thấy cái gì hết, đéo hiểu gì hết. Ôi. Mẹ đồ đó quá. Ôi đau. Ôi đau. I need healing. Mẹ cái lưỡi chạy đến bé. Chết tên nồi rồi, chết tên nồi rồi, chết tên nồi. Lò cái lưỡi đây. Không heal mà. Không heal luôn. What the fuck. Mong biết được ngoài rỉnh của con healer nữa. Đéo biết hiểu lời con nào đâu kia. Đúng mà. Nhưng mấy thầy mày còn có cõi cái hiểu không bán. Kiểu phi lửa. Má nó có khiên à, đúng má mày. Tớ bảo là nó đánh bả lắm, đi con mẹ. Ôi đốt cháy. Ôi, fail, đi con mẹ. Loạn lạc quá con bùi. Đi về đứa về nắm bên nắm con đứa ra về hơi sáu với sáu đi về bá tay bá như lơ. Nếu biết đứa nào là địch, đứa nào là bả luôn. Đau đầu quá cậu bùi. Đúng press tab to cycle đúng mà black squad.
Đâu mà Steam Steam over quá, tự nhiên có follower vô lý vậy cặc. Ờ, lâu đó à? Hôm Phải cần lâu. sau đéo đéo Steam nữa thì mẹ nó bắt đầu hỏi. Cảm ơn kiện. Đó do tôi mới sập một được luôn, đi công an xin xin. Boom. You can't escape death. Tại là boss cái hiệu ứng lâu quá. Đấy là nó tăng tốc độ để con ra thì phải kiểu cái lâu hơn nữa. Cái quý con đi mình cứ nhảy vào lòng thì con mình quý đấy. Vừa ship vừa quy được. Mình ship xong rồi mình quy được thì phải làm luôn chứ còn chứ nó ship được. Có chứ. Thì mẹ nó thì bắt từ quá. Both barrels. Ủa giết được một mạng là nó tăng ulti lên nhanh hơn rồi hay sao? Không, nó tăng ulti giờ theo sát thương bị gây áo. Sát thương à, what? Đó tuy, nhưng còn đi vẹn đi nó tăng ulti theo. Mấy cái bọn đi tăng ra lực máu, nó đi hôn. What the fuck? Trong lúc tao ulti okay. Thì bọn nó có giết tao được không? Có. Đi. Nếu hắn đừng đủ nếu hắn đánh cho tướng tí của mình thì nó dễ đồng ý. Còn nếu mà nó không đánh cho tướng tí thì nó lành lạc lắm. Found your weakness. Mà về có cái cỏ hút máu là trên cùng chứ chưa tâm trạng cũng cũng khó chứ lắm. Em mới chuẩn là lúc không có máu để hiểu. Trời coi. Cái sắc gắn luôn. Mẹ cứ lại gần bắn thế này thì địt mẹ cũng căng. Thì mới có ship để bị chạy được quá à. Để cái ao không chơi được thì xui. Địt mẹ cứ quen tay bấm ship xong địt mẹ quên bắn. Ôi của mẹ. Kiểu Miller rồi sau cùng chỉ có thể dùng nhảy phim mẹ nó cầm đi đẹp và được rơi xuống vực rồi sau cùng dùng mẹ để đi lên lại a dark step đó kìa rác má cái teleport này chậm quá lúc teleport nó có bắn được không có tầm từ khi mới chuyển sang dạng phân bản thì nó bắn đi đâu không phải lúc trong lúc teleport nè vẫn mà bấm mà cái đéo lên The shadows coalesce. Oh man phải lâu die easy. Dead game rồi double kill. Mẹ giờ thắp bên cạnh nhau cho tay ha. Mà tại vì nó không có quick play class để cho cái kiểu gì mình đánh. Con này chơi kiểu teleport đúng không man được không ta?
Fanpost quay đầu. Không, vì mà cái khoản tài khoản là mình không... Được. Ở đây mi kiểu tên vào xong mi sẽ bám chịp luôn. À bởi cái chịp của mi đó lúc mi chịp mi có thể hủy được. What? Vina vãi mùi. Năm này long range hay là short range? Cả hai. Cả hai. Sẽ có vị trí long range, nhưng mà sẽ có vị trí long range. Mình cho skin mà, để thế tôi có skin nhưng chỉ còn niêm kiếm được. What the fuck? À, 4 skin vàng. Can't escape death. Đúng, defend. Phải defend à? Defend thì long long đấy. Quá cầm bùi. Bọn cái mình chơi bọn đời công bố đấy mình bắn được. Defend bằng cách offend à? Được. Quá ghê. Làm gì đấy? Không hiểu. Phòng thủ cái chơi đồ chết. Quanh cái pháo đi à? À, phạm gia đầy xé kết hợp với phong thủ với kiểm bói. Bói mà bị kiểm là nó phải đẩy cái xé để kích đích. Ủa đang bỏ xe hết á? Thì nó kém bỏ nữa. Đi hơi xa. Ôi, ngủ. Ôi. Một báo. Ôi, đánh một cái hơi xinh lắm. 712 đam, con này là đam. Con này gây đam như cạc. Còn đi trên phần lãnh à. Trên flank đó tao phải đi đường khác à. Đúng. Nhưng mà kiểu mình chơi kiểu không sẽ tắt tín đi phần đi flank có á. Đi mấy con healer đi bắn lên. Ma đồng đội tà quá mà. Cái gì đứa không à? Trong đó là địch hay cái gì đó? Đâu vãi, bắn cái nào chết nữa. Quy à, từ từ. Được một mà. Ờ, đây. Đừng Thank you.
Ôi, mẹ văng xác vào khói mát luôn. Revive Vinh. Ủa nó đấm tao. Có hit lớn quá mạnh đấy. I will get my revenge. Oh, không bị bắt gọi. Con mẹ tao xả thân như thế rồi còn chết thì đi mà buồn cười mấy lần luôn. Đi mẹ mày tao đi kèm support thật đi con này. Thật chỉ bị chốt một đồng quân tí này thì mẹ chỉ bị khủy game này. Ôi, nó cứ đi lên chuẩn bị. The shadows quy luôn đường được đừng con mẹ quy là chết oh, sorry. Ờ tao còn ủa tao còn thắng á ai đái thật ờ bọn nó vô từ cái phải phải hại đây hại bọn mẹ cái game này di chuyển chậm quá ấy. Mình vô tí lắc cái chiếc thẳng. À thôi em nè. Victory. Thắng mẹ rồi. Ờ, máy gẹp gẹp đôi được đấy. What tao? À tao tự heal. Meteor strike. Gọi chết biết. Cái đi có mẹ hồi nãy mày thấy không? Tao sống dai vãi luôn. Ba thằng bắn tao mà tao không chết. Mày có cứ thi lỡ kẹp đi mà. Mày có thi lỡ kẹp đi nữa mà. Tao cứ ship rồi đi con mẹ đủ thứ các kiểu. Đéo chết được luôn mà. Kiểu ba thằng nữa cũng địt men kiểu. Mà mày tân solo mày có thi lỡ mà. Tao không biết, tao thấy thằng nào tao bắn. Mày có thể lên mày có tánh này đi con men mày con đi thân chạy mô hình men á ngồi đi mày nhìn tao rồi quá luôn đau hết cả đầu nói chung mày cầm Reaper mày cứ gặp mày có tánh là đi men sụt trạm một tí nhánh vài lô nữa đi con men. Con mẹ cái này đi mẹ sợ game giống lờ đó ngồi chơi đi mẹ Pikachu online xong khi nào trận vào và chơi à tất cả bộ đẹp thế bộ đẹp ba solo với thằng cù lông hết mát có một vài mà thân bất cập ở chỗ kiểu nó lời cho một phé nó bất lời cho phé còn lại để mà dân thích cảnh ở dân
đi dead game. Đúng. Đi mẹ mới đặt chỗ tên. Chọn mỗi tìm đấy. Arriving at watchpoint. Gilrapta. What? Watchpoint Gilrapta. Không có cái map tên là Gilrapta này kìa. Tìm trẻ nè. Mỹ đưa hệ thống biến ngay, dư chưa chưa? Thấy, anh chưa chơi trên đó ta được nhớ đó. Ping mà dùng trượt giữa à, thì con mẹ đồ bùi với lòng. Này thì mẹ thủ đéo ổn rồi. Đi mẹ nó mạnh, đi đéo thủ luôn. Không kịp thở luôn mà. Ôi, đồng đội đâu rồi? Cái đâu? Đồng đội chạy xe, đồng đội chạy xe. Khổ đồng đội với Lin. Thằng này giọng nó không ngầu bằng thằng Omen. Cái đồ má tao đang đi đâu này? Cái đồ má tao đang đi đâu vậy? Lạc lõng vãi lồn, map đéo có logic nào hết. Đi về support kém thôi. Còn một đường bên phải thôi, không phải chẳng những kia đó. Ôi, có gì vậy? Mà lúc biết đường đó, không phải là các bạn cũng biết được một biến à. Ui đồ, ui đồ, ui đồ, ui đánh, 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 đánh. Ui kìa, spawn kìa. Spawn kìa, ping. Ném quả nét vào cho nhanh bạn ơi. Đi về thằng nữa gì cứ tí vô spawn nha. Bên đây, bên đây, bên đây, còn một đợt bên đây nữa. Ai ôi. Ôi đúng, hồi sinh. Ôi, this end now. Cầu má, end luôn. Ôi, bắn lên, bắn lên, đừng để hư lửa bắn lên. Cái lồn mẹ cười, cái lồn gì nữa ta? Thì thằng nè tự thân là người cưới á. Cười khốt cạc. Đéo vui. Thì mẹ mê thích lên đấy làm luôn chứ. Tao không biết nè. Tao không biết. Đúng giờ thủ thế. Ui 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 ui
buồn quá. Ôi, chết luôn, anh tìm content. Bắn cho nát xác luôn. Thì mẹ biết từ thiếu đơn, mấy căn kiểu lâm lôn gì. Có hiểu lừa dí cho nó vui. Để lấy câu rồi. Cứ lỡ lặng cho vui. Đau hết cả đầu. À, sợ cắn à. Ờ thì nó cam spawn đây. Mà cam spawn ổn. Không ai sống được luôn. Đéo sống được. Nó gì cho bài sợ cắn thì địch về. Ừ, chịu khóc. Đó, skill nữa là nên chó dùng đầy lui để... Không đùa. Chơi chớ nữa mi mà gì ghi gì trong cái mi bật bật quý phá để khăn bảy bảy mày đúng mà mấy con healer kìa. Lúc mà tao dùng ship L tao có tàng hình không? Không không đúng không? Mấy con healer cứ nhìn đánh. Mấy con healer cứ nhìn tao á đủ. Thì nó thành mi thành khối đám à, nên nó nhìn mi chỉ là giống cái con youtube bật thế. Cái con cầm snip đấy, đi mà nó nhìn tao nó không biết làm cái gì nữa, mà nó cho hai phát ba cả lầu luôn. Địt mẹ con chơi bắt ta tại ngoan mẹ mi đi mẹ. Mẹ con này teleport xa phết đấy chứ. Tao tưởng là teleport kiểu gần gần thôi, đúng mẹ xa vậy luôn. Kéo từ đi mẹ trên lầu xuống dưới tận ngoài rìa map luôn mà. Mà vậy lại mi gặp trùng cái team kiểu không có đủ cơ đồng, hai con healer đều cũng không có skill để trụ được. Mi làm gọi vậy. Cái thằng lôn gì cầm serif nhỉ? Wingman nhỉ? Lôn đó rồi được bạn ngơ, thằng đó con ngơ vậy luôn. Để bạn đừng một cục cho biết bạn. Chia sẻ thông tin dự án hiện tại, xin lỗi. Tôi phát xin lỗi. DB thay vì làm mới sử dụng DB hệ thống đã có update lại. Gọi là làm lại dự án. Địt mẹ tìm mình chạy của em. Đang thảo luận nên nhờ anh chị em nếu được thực hiện lock nghỉ phép. Thôi, toàn cấp đấy, để tiểu quay lại. Riêng team DB công việc chưa rõ ràng.
Whoop. Traveling to Iconworld. Prepare your defenses. Select your hero. Wait, what? Why? Where is the baby? What the f- Oh, 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 Shadows come last.
Please, guy. Do something. Why alone? I'm not done. I am. Một phát chết con mẹ luôn. What the fuck? Oh, heal up, heal up. Heal up. Please, bro. Heal up, heal up. All right.